Vâng, xin chào quý vị quay trở lại với kênh du lịch Gogo và Raw TV. Chúng ta cũng đang trở lại với cái video đang trên thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Thưa quý vị, tôi đang đứng đây là cái vị trí này chính là cái điểm giao đầu đường Lý Tự Trọng và đường Nguyễn Tất Thành. Cái đường lớn là Nguyễn Tất Thành đây này, là thành phố Buôn Ma Thuột đây. Cái vị thế là cái hướng chúng ta thấy là có cái hai cái tòa nhà khá lớn. Cái tòa nhà bên trái xa đó là cái tòa nhà của ngân hàng Agribank. Còn bên này là cái khách sạn Hồng Kông Hotel. Và bên kia đường Lý Tự Trọng này, chỗ này chính là cái siêu thị, cái siêu thị có ốc mắt đó quý vị ạ. Thì trên cái đường Nguyễn Tất Thành này chúng ta thấy là bây giờ đường thì rộng, thành phố thì nhộn nhịp, rất là nhiều xe cộ. Tôi có cảm giác là về con số cụ thể thì tôi chưa nắm, nhưng mà hiện nay đi quanh thành phố Buôn Ma Thuột thì tôi thấy là thành phố Buôn Ma Thuột thì hiện nay nó rộng lớn, khá rộng lớn và thay đổi nhanh. Nhiều nói so với thành phố Huế thì nó, tôi có cảm giác là dường như nó lớn hơn Huế và thay đổi nhanh hơn Huế. Chúng ta thấy là cái lượng lưu thông xe cộ và thậm chí là xe con khá nhiều. Chúng ta đang đi phía bên đối diện của cái siêu thị Top Mart của tại thành phố Buôn Ma Thuột. Đây là quê hương của Trung Nguyên, cho nên thì nó có nhiều cái tòa nhà gắn liền với cái tên Trung Nguyên. Ở tại đây, ở bên dưới quý vị thấy là có trưng bày cả cái sản phẩm của cà phê Trung Nguyên rồi. Thì cửa hàng nhỏ nhỏ này, nhiều cái sản phẩm và mẫu mã của cà phê Trung Nguyên. Quý vị đến Buôn Ma Thuột thì quý vị ghé đây là đường Nguyễn Tất Thành quý vị nghe. Tại vị trí này là số 7 Trung Nguyên này, xin lỗi, số 7 Nguyễn Tất Thành đây. Đây không có số à, là công ty cà phê Trung Nguyên, nhưng vẫn thấy số. Chắc là còn nó để treo ở đâu chúng ta không thấy đó. Nhưng mà nó đối diện với siêu thị Cóp Mắt rồi vị nhé. Gần Tết có người bán cảnh đẹp chưa? Hoa, bán hoa cây cảnh. Đằng này có cái khách sạn Mường Thanh cái phía này. Khách sạn Mường Thanh ở đây ta có lẽ là lớn. Tòa nhà này tôi đi chưa hết, nhưng mà ở cái trục đường này chắc có lẽ là lớn. Tòa nhà này có vẻ là cao rồi đúng không? Chắc là cao nhất cũng mới thuộc rồi. Không biết có đúng hay không, bởi vì cho ý kiến ở dưới video. Chúng ta tiếp tục cái dạo quý vị nhé.
rất là nhiều xe cộ, landing car. Bên cạnh của siêu thị Co.opmart giao với ngã ba đường Tất Thành này có cái đường Ngô Gia Tự quý vị nhé. Sàn Mường Thanh tại cũng đẹp đó quý vị này, rất là uy nghi, uy nga. Ta nhìn lên thì nha, uy nga tráng lệ đấy. Thôi chúng ta qua nhìn qua ngã này thì đây bụng bình đây. Quý vị thấy có cái siêu thị Nguyễn Kim, thì cái thương hiệu Nguyễn Kim thường người ta bán buôn những cái đồ hàng điện tử, tivi điện thoại, cả cái hàng điện tử đó các bác. Đây là cái bông bình thông điện này, đây là gọi mấy nha, bông bình này như là gọi tư. Có cái siêu thị Nguyễn Kim nằm ở đây. Đường này là đang còn là đường Nguyễn Tất Thành. Kia sau cái tôn xanh xanh của cái nhà gì đấy, có cái chùa gì đấy các quý vị nha. Để chúng ta vào đó được không thì hỏi cái bà cái gì đó, bà nó hỏi là vào cái chùa là được không? Hả? Ta gọi ta đã hỏi là vào cái chùa là được không? Vào chùa hả? Được thế. Chùa là anh hỏi có không được? Thì này chúng ta vào cái chùa đó xem sao. Bây giờ chúng ta thấy là cái bông bình ở đây nhìn rõ hơn đúng không? Trong cây, trong cũng rất là mát mắt. Đẹp. Thì Buôn Ma Thuột là cái nơi mà cái vùng đất mà thổ nhưỡng thuộc Lào ấy là tốt. Cho nên chỉ cây cối, cả cái sản phẩm nông sản nó đẹp, ngon, tốt. Nhiều người thành công như cả cái cây có chiến lược như là cây tiêu, cây cà phê. Nhưng mà hiện nay không biết vì sao là giá tiêu, giá cà phê là tăng lên.
Rồi đi qua bên kia đường người Việt nha, đi qua bên kia đường. Tại sao có cái đường dành riêng cho người đi bộ nha? À đây có mưa quá, người ta chưa sơn lại. Rất là nhiều xe. Sự thật là vẫn đang ở cái ngã tư trước cái khách sạn Mường Thanh đó quý vị. Đây có người có hàng hoa đúng không? Mày thì đang làm hoa. Ở bên đây có cái biểu cân này, cái biểu cân đặc sản của Tây Nguyên đó quý vị, biểu cân Y Miên. Quý vị lên Buôn Ma Thuột để mua biểu cân này nha. Tôi có một lần rồi mà ngon, giống biểu cân hiện nay thì như thế nào. Và đặc biệt cái biểu cân này là khi buồn thì tôi đã tiếp tục chế nước vô uống tiếp cho đến khi nó hết chấm hết mùi vị. Nhìn lại cái siêu thị Nguyễn Kim kìa bây giờ Nguyễn Kim nha. Ở bên cạnh này có cái công viên thiếu nhi cũng khá lớn. Bên siêu thị Nguyễn Kim này có... kể tiếp chúng ta sẽ ghé cái chùa gì hồi nào chúng ta có thể qua. Thì ở đây video này xin được dừng lại tại đây. Mong quý vị không quên ủng hộ kênh bằng một nút like, subscribe, tức là đăng ký, hoặc là chia sẻ video đến cho mọi người cùng quê hoặc là người thân để nhìn lại một chút cái hình ảnh quê hương Buôn Ma Thuột thân yêu.